Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Ở tiểu học, các em đã được tìm hiểu về các thành phần của câu, trong đó có thành phần trạng ngữ. Hẳn các em vẫn còn nhớ, trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung ý nghĩa cho nòng cốt câu, giúp câu trở nên xác định và rõ ràng hơn. Trong chương trình ngữ văn 7, các em sẽ được tiếp tục tìm hiểu về thành phần này qua bài học ngày hôm nay. Nào, các em cùng mở vở và ghi bài giúp cô. Tuần 22, tiết 85, thêm trạng ngữ cho câu. Nội dung của bài học này chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần đầu tiên, một là mã bài học, một nhỏ là đặc điểm của trạng ngữ. Mời các em quan sát ngữ liệu sau. Ngữ liệu A, dưới bóng che xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang, che ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. Che với người như thế đã mấy nghìn năm, một thế kỷ văn minh, khai hóa của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Che vẫn còn phải vất vả mãi với người, cúi xay che nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc. Ngữ liệu B, bốp bốp, nó bị hai cái tát. Ngữ liệu C, nó bị điểm kém vì lời học. Ngữ liệu D, bằng giọng nói dịu dàng, chị ấy mời chúng tôi vào nhà. Các em hãy quan sát kỹ vào bốn ngữ liệu A, B, C và D. Sau đó, hãy chỉ ra trạng ngữ được sử dụng trong các ngữ liệu này. Ở ngữ liệu A, gồm hai đoạn văn được trích trong tác phẩm Cây tre Việt Nam của tác giả Thép Mới. Đoạn 1, chúng ta rõ ràng tìm thấy được 3 trạng ngữ. Trạng ngữ đầu tiên là dưới bóng che xanh. Trạng ngữ thứ hai là đã từ lâu đời. Trạng ngữ thứ ba là đời đời kiếp kiếp. Ở đoạn 2, chúng ta sẽ tìm được trạng ngữ từ nghìn đời nay. Ta chuyển sang ngữ liệu B. Ở ngữ liệu này, chúng ta tìm được trạng ngữ vì mải chơi. Ngữ liệu C, tìm được trạng ngữ để xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ. Còn đối với ngữ liệu D, ta tìm được trạng ngữ bằng giọng nói dịu dàng. Với các cái trạng ngữ mà chúng ta vừa tìm được ở bốn ngữ liệu trên, theo các em thì các cái trạng ngữ này đã bổ sung nội dung gì cho câu? Đầu tiên là trạng ngữ dưới bóng tre. Trạng ngữ dưới bóng tre đang bổ sung thông tin về nơi chốn. Ba trạng ngữ tiếp theo mà chúng ta vừa tìm được là trạng ngữ đã từ lâu đời, đời đời kiếp kiếp, từ nghìn đời nay. Ba trạng ngữ này đều bổ sung thông tin về thời gian. Sang ngữ liệu B, ta tìm được trạng ngữ về mải chơi. Trạng ngữ này đang bổ sung thông tin về nguyên nhân. Ở ngữ liệu C, ta tìm được trạng ngữ để xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ. Trạng ngữ này đang bổ sung thông tin về mục đích. Ngữ liệu D, ta tìm được trạng ngữ bằng giọng nói dịu dàng. Trạng ngữ này đang bổ sung thông tin về cách thức. Vậy thông qua các trạng ngữ trên, chúng ta có thể rút ra một kết luận chung như sau. Các em cùng quan sát kết luận. Trạng ngữ sẽ bổ sung thông tin về thời gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức cho nòng cốt câu. Bây giờ cô có một yêu cầu. Các em hãy xác định giúp cô xem trạng ngữ trong các câu ở ví dụ A có vị trí như thế nào. Ở ví dụ A, chúng ta đã tìm được 4 trạng ngữ tất cả.
Trạm ngữ đầu tiên là dưới bóng trên xanh. Trạm ngữ thứ hai là đã từ lâu đời. Trạm ngữ thứ ba, đời đời kiếp kiếp. Và trạm ngữ thứ tư là từ nghìn đời nay. Bây giờ các em hãy quan sát vào các cái trạm ngữ mà cô đã in đậm để thấy được vị trí của trạm ngữ trong các câu. Câu đầu tiên, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, trạm ngữ của câu này đang đứng ở vị trí là đầu câu. Câu thứ hai, đời đời kiếp kiếp, trạm ngữ này đang đứng ở vị trí cuối câu. Trạm ngữ thứ ba, từ nghìn đời nay. Đúng rồi, hiển nhiên trạm ngữ này đang đứng ở vị trí giữa câu. Vậy qua đây chúng ta lại có thêm được một nhận xét về vị trí của trạm ngữ như sau. Các em cùng quan sát nhận xét. Vị trí của trạm ngữ thì thường khá là linh hoạt. Nó có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Câu hỏi mà cô muốn đặt ra ở bài tập này đó chính là giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ được phân cách với nhau như thế nào khi nói và khi viết. Các em quan sát vào các ngữ liệu A, B, C và D, chúng ta sẽ thấy được là giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thì thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc là một dấu phẩy khi viết. Vậy thông qua các ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra được cái đặc điểm trạm ngữ sẽ gồm mấy đặc điểm. Trạm ngữ sẽ gồm hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là đặc điểm về ý nghĩa. Đặc điểm thứ hai là đặc điểm về hình thức. Ta đi vào từng loại đặc điểm sau. Đặc điểm về ý nghĩa, trạm ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. Đó là về đặc điểm ý nghĩa. Đặc điểm thứ hai là đặc điểm về hình thức. Trạm ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu. Giữa trạm ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thì thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc là một dấu phẩy khi viết. Đây là cái phần bài học bắt buộc các em phải ghi đầy đủ vào vở ghi và học thuộc. Sau khi kỳ nghỉ học online kết thúc thì chúng ta sẽ đi học lại, thì cô sẽ kiểm tra cái phần này để lấy điểm kiểm tra thường xuyên của các em. Rồi, để đánh giá xem các em có thể vận dụng được cái kiến thức vừa học và làm bài tập hay không, bây giờ cô có một bài tập nhanh. Yêu cầu là thêm các loại trạng ngữ cho câu sau. Câu mà cô đưa ra đó chính là lúa chết rất nhiều. Bây giờ cô có 3 gợi ý này. Các em quan sát vào 3 gợi ý của cô. Gợi ý thứ nhất là ngoài đồng. Gợi ý thứ hai là năm nay. Gợi ý thứ ba là vì rét. Nhiệm vụ bây giờ của các em là sắp xếp các gợi ý này thành một câu có ứng phù hợp. Ba trạng ngữ ngoài đồng, năm nay, vì rét với câu lúa chết rất nhiều, mình sẽ sắp xếp như thế nào để cho ba trạm ngữ này kết hợp với câu lúa chết rất nhiều thành một câu có nghĩa và phù hợp. Bây giờ các em cùng xem vào cái sự sắp xếp cái câu này của cô này. Ta có thể sắp xếp câu này như sau. Năm nay ngoài đồng lúa chết rất nhiều vì rét. Trạm ngữ ngoài đồng là trạm ngữ chỉ nơi chốn. Trạm ngữ năm nay là trạng ngữ chỉ thời gian, và trạng ngữ vì rét là trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Ba trạng ngữ ngoài đồng, năm nay, vì rét đều hướng tới câu lúa chết rất nhiều. Vậy thì ở đây cô có một số lưu ý như sau này, các em cùng quan sát với lưu ý của cô này. Đối với việc thêm trạng ngữ cho câu thì nó chỉ đơn giản là cách mở rộng câu này, làm cho nội dung câu thêm phong phú. Rồi, để củng cố lại kiến thức đã học một cách hiệu quả nhất, cô chú chúng ta sẽ đi vào làm các bài tập ở phần 2 là mã luyện tập. Bài tập 1, yêu cầu của bài tập 1 là hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân làm trạng ngữ
Trong những câu còn lại, cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì? Chúng ta có tất cả 4 ngữ liệu, các em cùng quan sát vào các ngữ liệu sau đây. Ngữ liệu A: mùa xuân của tôi, mùa xuân của Bắc Việt. Mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm. Ở ngữ liệu A này chúng ta có 4 từ mùa xuân. Tuy nhiên, 4 từ mùa xuân này chỉ đóng vai trò làm chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Ta sang ngữ liệu B. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Ở câu B này các em hãy quan sát và đồng thời nhớ lại các cái đặc điểm của trạng ngữ. Đầu tiên là về ý nghĩa. Như phần kiến thức vừa nãy chúng ta vừa học thì trạng ngữ được thêm vào câu nhằm xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, cách thức, vân vân diễn ra sự việc nêu trong câu, đúng không nào? Rồi còn về vị trí thì trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Và trạng ngữ sẽ thường ngăn cách với chủ ngữ và vị ngữ bởi dấu phẩy. Như vậy, với những cái đặc điểm mà cô vừa nêu trên, chúng ta có thể thấy từ mùa xuân ở ngữ liệu B này hoàn toàn đáp ứng đủ các điều kiện về đặc điểm của trạng ngữ. Vậy cụm từ mùa xuân này chính là trạng ngữ trong câu. Ta sang ngữ liệu C. Tự nhiên như thế, ai cũng trộm mùa xuân. Từ mùa xuân ở ngữ liệu C này chỉ đơn giản đóng vai trò làm phụ ngữ trong cụm động từ. Ngữ liệu D. Mùa xuân, mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kỳ diệu. Các em quan sát vào ngữ liệu D với dấu chấm than bên cạnh từ mùa xuân này. Các em còn nhớ đây là cái loại câu nào mà chúng ta đã được học ở cái tuần 21 hay không? Ở tuần 21 chúng ta đã được học bài câu đặc biệt. Vậy đáp án chính xác cái từ mùa xuân ở ngữ liệu D này, nó chính là một câu đặc biệt. Đúng rồi. Kết thúc bài tập số 1, ta sang bài tập số 2. Yêu cầu của bài tập số 2 là tìm trạng ngữ trong các đoạn trích dưới đây. Đoạn trích A. Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quả thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy khi đi qua những cánh đồng xanh mà thóc nếp đầu tiên làm chịu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của trời. Đoạn trích B. Chúng ta có thể khẳng định rằng cấu tạo của tiếng Việt với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó. Rồi bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ vào hai cái ngữ liệu A và B ở bài tập 2 mà cô vừa đọc để tìm ra các cái trạng ngữ đã được tác giả sử dụng. Đầu tiên, ở ngữ liệu A, tác giả đã sử dụng các cái trạng ngữ sau. Chúng ta quan sát vào ngữ liệu A, cô sẽ chỉ ra những cái trạng ngữ mà tác giả Thạch Lam đã sử dụng này. Trạng ngữ đầu tiên là như báo trước về một thức quả thanh nhã và tinh khiết. Trạng ngữ thứ hai mà cô tìm được là khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm chịu thân lúa còn tươi. Trạng ngữ thứ ba, trong cái vỏ xanh kia. Trạng ngữ thứ tư mà tác giả Thạch Lam sử dụng là dưới ánh nắng. Với ngữ liệu B thì tác giả đã sử dụng trạng ngữ với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta nói trên đây. Đây là chúng ta đã hoàn thành xong cái yêu cầu của bài tập số 2. Ta sang đến yêu cầu của bài tập số 3. Bài tập số 3 người ta yêu cầu mình là phân loại các cái trạng ngữ đã tìm được ở bài tập số 2. Rồi bây giờ chúng ta quan sát lại các cái trạng ngữ ở bài tập số 2 này. Ở ngữ liệu A, trạng ngữ như báo trước về một thức quả thanh nhã và tinh khiết.
chính là trạng ngữ chỉ cách thức. Trạng ngữ khi đi qua những cánh đồng xanh mà thóp nếp đầu tiên làm chữ thân lúa còn tươi. Đây đang là trạng ngữ chỉ thời gian. Trạng ngữ tiếp theo, trong cái vỏ xanh kia, trạng ngữ này đang là trạng ngữ chỉ địa điểm. Trạng ngữ dưới ánh nắng, đây là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Ta sang ngữ liệu B. Ở ngữ liệu B chúng ta tìm được trạng ngữ là với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta nói trên đây. Thì cái trạng ngữ này chính là trạng ngữ đang chỉ về cách thức. Rồi, trên đây là tất cả những cái nội dung kiến thức và bài tập mà cô muốn truyền đạt tới các em ngày hôm nay. Yêu cầu đối với bài học này, đầu tiên là về nhà học thuộc bài cho cô. Yêu cầu thứ hai là làm nốt cho cô bài tập 3B sách giáo khoa trang 40. Và yêu cầu cuối cùng là chuẩn bị bài thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em có một tuần học online hiệu quả và chống dịch COVID an toàn tại nhà. Cảm ơn các em một lần nữa.